Xin trân trọng kính chào Hội Thánh của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đã có chương trình thờ phượng Chúa đêm tất niên. Chúng ta có chương trình thờ phượng Chúa sáng mùng 1 Tết và chúng ta sáng hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa trong Chúa Nhật mùng 2 Tết. Sáng hôm nay thì một số con cái của Chúa cũng đi thăm viếng, đi về quê, đi một số công việc, do đó thì chúng ta nhóm lại ít hơn ngày hôm qua. Nhưng xin Chúa ban phước cho mỗi lòng chúng ta khi chúng ta nhóm lại thờ phượng Chúa, thì chúng ta nhận được nhiều điều dạy dỗ mới mẻ của Chúa trong năm mới. Thưa Hội Thánh của Chúa, con người thì thường hay là thất hứa, nhưng Chúa thì luôn thành tín đối với chúng ta. Những gì Chúa hứa ở trong Kinh Thánh thì Ngài thi hành cho dân sự của Chúa và cho chúng ta nếu chúng ta thực hành đúng lời dạy dỗ của Chúa. Tuy nhiên, Chúa cũng có những điều kiện cho những lời hứa, có ý muốn ở trong lời hứa của Ngài và cũng có thời điểm để thực hiện những lời hứa đó. Trong lịch sử của dân Giu-đa, tức là dân Do Thái, trong cái thời kỳ họ bị vua Sanherib và đạo quân Assyri xâm lăng và bao vây thành Jerusalem, thì Đức Giê-hô-va đã có lời hứa đối với vua Ê-xê-chia, Ngài sẽ giải cứu dân sự của Ngài ra khỏi tay người Assyri. Trong Chúa Nhật đầu năm âm lịch, chúng ta suy gẫm lời hứa của Ngài cho dân tộc Israel ngày xưa và chúng ta tin rằng cũng là lời hứa của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay. Bài học với đề tài Điều mới Chúa làm, Kinh Thánh Ê-sai 37 câu 30-32 và câu gốc phục truyền đoạn 7 câu thứ 9 phần B mà chúng ta mới vừa đọc qua. Đây là những cái điều mới mà Chúa làm cho dân sự của Ngài. Điều thứ nhất là Chúa hứa cung ứng, Chúa hứa sẽ cung ứng nhu cầu cho dân sự. Câu 30, hỡi Ê-xê-chia, điều này sẽ là dấu, năm nay sẽ ăn hoa lợi chín ruộng tự sanh ra, sang năm còn ăn lúa tự nhiên mọc lên không gieo giống, nhưng đến năm thứ ba hãy gieo và gặt, hãy trồng vườn nho và ăn trái. Khi Sanherib vua Assyri và đạo binh Assyri xâm chiếm các thành Giu-đa, chúng ta xem thượng văn ở trong Ê-sai đoạn 36 thì chúng ta thấy rằng họ bao vây Jerusalem. Và các cái thành quách mà họ bao vây đó thì người dân không thể nào ra lao động cày cấy và trồng trọt gì được cả. Ê-xê-chia thì nhận tối hậu thư của Sanherib rất là sợ hãi, ông đem thơ lên đền thờ mở ra khóc than trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã có lời hứa sai tiên tri của Ngài nói rằng Chúa sẽ giải cứu vua và dân Giu-đa ra khỏi tay của vua Assyri, và đây là dấu hiệu để cho thấy rằng Chúa sẽ làm việc đó. Và dấu hiệu đó là năm nay sẽ ăn qua lợi chín ruộng tự sanh ra, sang năm vẫn còn ăn lúa tự nhiên mọc lên không gieo giống, và đến năm thứ ba thì hãy gieo và gặt. Đó là lời hứa của Chúa. Tại sao như thế? Thì tất nhiên là khi mà dân sự của Chúa bị quân Assyri vây phủ thì không có trồng trọt gì được cả. Bây giờ thì làm cách nào để có lương thực và thực phẩm? Ngày nay thì các quốc gia họ nhập lương thực và thực phẩm để bảo đảm an ninh lương thực cho quốc gia của mình. Ấn Độ là một nước xuất khẩu gạo, nhưng năm nay vấn đề an ninh lương thực của đất nước họ đương gặp trở ngại. Cho nên họ quyết định là không có xuất khẩu gạo để đủ gạo cho dân 1.400.000.000 người sử dụng. Chính vì Ấn Độ không có xuất khẩu gạo như vậy thì Việt Nam mình đã xuất khẩu gạo với giá rất là cao,
và người nông dân hưởng lợi từ cái giá lúa cào đó. Nhưng ngày xưa Israel đương bị bao vây, không có cách nào để nhập khẩu lương thực và thực phẩm. Và khi họ bao vây như vậy thì tự nhiên một thời gian đói thì sẽ mở cửa để đầu hàng mà thôi. Nhưng Chúa đã làm phép lạ cho dân sự của Chúa thấy rằng Chúa vẫn ở cùng bảo vệ dân sự của Ngài. Và Chúa nói rằng năm đầu tiên thì lúa tự mọc lên. Đồng ruộng như thế mà lúa tự mọc lên. Và người ta chỉ cần gặt hái mà thôi, không có phải trồng trọt gì cả. Và cho đến năm thứ hai cũng được như thế. Và đến năm thứ ba, khi mà quân Assyria bị tức là thua và trở về rồi đó, thì người ta bắt đầu gieo và gặt. Đó là điều Chúa làm trên dân sự của Chúa, cho thấy Ngài là một Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài quan phòng đời sống của họ, Ngài bảo vệ dân sự của Ngài. Điều này không phải là Chúa muốn cho dân sự của Chúa biếng nhác không phải làm gì đâu. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh họ không có gieo trồng được đó, thì Chúa cho lúa nó mọc lên tự nhiên. Gặt hái trong năm này rồi, năm sau tiếp tục mọc lên tự nhiên và gặt hái nữa. Ai gieo trồng? Đức Chúa Trời gieo trồng để có lương thực và thực phẩm cho dân sự của Chúa. Nhưng đến năm thứ ba họ phải lao động, họ phải gieo và trồng. Và với sự vùa giúp của Chúa, mưa thuận gió hòa, thì họ sẽ gặt hái bội thu. Chúng ta nhớ 40 năm trong đồng vắng, dân sự của Chúa không có gieo trồng, mà chỉ có đi từ nơi này nơi kia. Cho nên Chúa dùng mana từ trời rơi xuống mỗi ngày và họ lượm đem về giã ra làm bột, làm bánh và ăn trong suốt 40 năm. Nhưng khi vào đất hứa Canaan rồi thì họ bắt đầu gieo trồng rồi thì mana không còn rơi xuống cho dân sự Chúa nữa. Như vậy Đức Chúa Trời vùa giúp dân sự của Ngài trong một cái hoàn cảnh khó khăn, nhưng không phải để họ cứ ỷ lại vào sự chu cấp của Chúa mà không làm gì cả. Không phải thế. Trong cái hoàn cảnh như vậy Chúa hỗ trợ, nhưng mà rồi khi có điều kiện thì mình cũng phải nỗ lực nữa. Khi Chúa Giê-xu đi giảng tin lành thì cho đến chiều tối thì các môn đồ nói rằng phải đưa dân sự, cho dân sự về vì xa lắm mà chưa có ăn uống gì hết. Thì Chúa hóa bánh cho họ ăn. Và Chúa làm điều đó hai lần cho họ. Nhưng mà chỉ giải quyết vấn đề trước mắt là họ cần phải ăn trong cái hoàn cảnh không có gì để ăn. Nhưng mà một số người hiểu lầm, tưởng rằng đi theo Chúa sẽ có bánh ăn. Cho nên họ cứ đi theo Chúa rất là đông và nghĩ rằng Chúa sẽ cho bánh ăn, không có phải lao động gì cả. Mà khi họ không thấy điều đó xảy ra thì một số đông người đã lui đi, không có còn theo Chúa nữa. Ngày nay cũng vậy, Chúa luôn vùa giúp chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn cùng vô sở xuất của mình. Nhưng khi chúng ta có điều kiện, chúng ta cũng phải siêng năng, chúng ta cũng phải làm việc và Chúa sẽ vùa giúp cho chúng ta. Ngài không muốn chúng ta biếng nhác để rồi cứ nghĩ rằng Chúa sẽ chu cấp, Chúa sẽ chu cấp, mình không làm gì cả. Không phải, mình vẫn phải làm việc, vẫn phải lao động, nhưng mà trong sự ban phước của Chúa mà chúng ta thấy sự chu cấp của Ngài. Nếu chúng ta đương đối mặt với những sự khó khăn, chúng ta tìm sự yên ủi và sự chu cấp từ chính Chúa, Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta những gì chúng ta cần để vượt qua những thử thách đó. Nhưng chúng ta cũng phải nỗ lực bản thân thì Chúa sẽ vùa giúp chúng ta. Chúa không vùa giúp những người biếng nhác ăn không ngồi rồi, nhưng Ngài vùa giúp những người siêng năng. Chúng ta nhớ nạn đói năm 1945 ở tại phía Bắc, thì lịch sử đã ghi lại là 2 triệu người chết đói. Nhưng lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng ghi lại rằng con cái Chúa ở tại miền Bắc không một gia đình nào thiếu đói và chết đói. Dầu con cái của Chúa không nhiều, nhưng mà trong lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Trong năm 1945 đó thì không một gia đình con cái Chúa nào thiếu đói và chết đói. Đó là sự chu cấp của Chúa, rất là lạ lùng. Rồi những năm thời bao cấp, từ năm 1975 đến năm 1985, ở đây những người trẻ thì chưa có kinh nghiệm điều đó, nhưng mà thời bao cấp cũng là một thời rất là khó khăn vất vả về lương thực và thực phẩm, nhưng Chúa đã chăm lo cho con dân của Chúa để chúng ta có thể sống còn, để chúng ta thờ phượng Chúa. Tôi nhớ trong những năm đó, mục sư hầu việc Chúa không có lương vì tín đồ khổ quá, rồi không có dâng hiến gì bao nhiêu, mục sư hầu việc Chúa không có lương, nhưng mà Chúa cũng cho con cái Chúa đem gạo đến, đem thức ăn đến để nuôi đầy tớ của Chúa trong suốt những năm bao cấp đó, không có bữa nào thiếu đói cả. Rồi chúng ta thấy ở trong dịch bệnh Covid từ năm 2019 kéo dài đến năm 2022 thì nhiều gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng rồi chúng ta cũng thấy sự tiếp trợ của Chúa từng hồi từng lúc để chúng ta đủ ăn đủ mặc, để chúng ta có thể thờ phượng Chúa trong suốt những năm khó khăn đó. Như vậy nếu chúng ta đương cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi một điều gì, chúng ta phải đặt lòng tin cậy của mình vào Chúa, đấng bảo vệ chúng ta khỏi mọi điều ác, mọi áp lực ở trong đời sống. Nếu chúng ta đang cảm thấy lạc lối hay là thất vọng, chúng ta có thể tìm thấy hy vọng và mục đích ở trong Ngài. Ngài luôn có kế hoạch tốt cho những người yêu mến Ngài. Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va luôn ở bên chúng ta và Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và hãy xem những điều mới Chúa làm ở trên đời sống của mình. Điều thứ hai, Chúa hứa ban sự hồi phục cho dân sự. Câu 31 đến câu 32 phần A. Trong nhà Giu-đa, kẻ nào tránh khỏi nạn và còn sót lại sẽ chăm rễ mới ở dưới và ra trái ở trên, vì sẽ có dân sót ra từ Jerusalem và mấy kẻ trốn khỏi nạn ra từ núi Si-ôn. Đây là một lời hứa tiếp theo mà Chúa dành cho dân sự của Ngài. Câu này nói rằng trong nhà Giu-đa, những người nào được tránh khỏi nạn chiến tranh và còn sót lại đó, đời sống họ giống như cây mà chăm rễ mới ở dưới và ra trái ở trên. Như vậy những người sống sót trong chiến tranh, trong sự bao vây của người Assyri đó, là những người tin cậy Chúa, vâng theo lời Ngài, được Chúa bảo vệ gìn giữ khỏi gươm đao và khỏi nghịch cảnh. Đời sống của họ sẽ chăm rễ mới ở dưới và ra trái ở trên. Những người được Đức Giê-hô-va giải cứu sẽ được sống và kết quả mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sáng nay khi tôi dậy sớm và đi ra để quan sát nhà thờ bên trong bên ngoài, thì tôi thấy rằng cái cây hướng dương ở phía trước nó héo. Cái cây hướng dương nó rất là cần nước hơn những cây khác, và khi thiếu nước là nó héo. Cho nên tôi nói với bác bảo vệ bây giờ là hôm qua có tưới nước không? Ông nói rằng có tưới nước rồi nhưng mà ít thôi, vì tưới nhiều nó sẽ chảy tràn. Nhưng mà tôi nói cây này nó rất là cần nước, thôi bây giờ mình tưới nước cho nó nhiều. Và khi tưới nước nó nhiều, rồi tôi nói với ông á, là cho đến 8 giờ mà nếu những cái bông nó vẫn còn héo mà nó không bung ra, thì ông rinh dùm hai cái chậu kiển đem cắt ở bên kia. Vì hội thánh Chúa đến mà thấy hai cái chậu kiển mà nó héo như thế là không nên. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cho đến 8 giờ thì nó đã bung hoa ra lại, bung lá ra lại bình thường. Đó là một cái sức sống đã được hồi sinh vì đã được tiếp nước. Chúa sẽ tiếp nước cho đời sống của chúng ta để chúng ta chăm rễ ở dưới và chúng ta ra trái ở trên. Đó là một điều kỳ diệu mà Chúa làm cho chúng ta. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa là đấng nhân từ và thương xót. Ngài sẵn lòng để giúp đỡ chúng ta là những người tin cậy ở nơi Ngài. Ông Gióp, ông nói ở trong đoạn 14 câu thứ 7,
Vì cây cối dẫu bị đốn, còn trông cậy sẽ mọc lên nữa, không thôi nứt chồi. Ông Gióp là người rất có kinh nghiệm về nông nghiệp. Khi một cái cây mà mình chặt á, mà mình còn để lại cái gốc đó, một thời gian mình trở lại thì sẽ thấy là nó sẽ đâm chồi trở lên, nó trở lên một cái cây mới. Khi cái gốc nó còn thì nó sẽ đâm chồi, khi mưa xuống đủ nước nó sẽ đâm chồi. Điều này ông muốn nói chính cái đời sống của ông. Ông Gióp là một người giàu có, bày vật rất nhiều, tôi tớ rất nhiều. Nhưng mà Chúa cho phép Satan nó lấy đi tài sản của Gióp, mà nó lấy đi sức khỏe của Gióp, chỉ để lại tính mạng của ông thôi, để xem thử ông Gióp ông có nói phạm đến Chúa hay không. Thì nó lấy hết bày vật, tất cả tài sản ruộng vườn, rồi con cái, rồi bản thân ông Gióp cũng bị bệnh nữa, ung nhọt từ đầu đến chân không còn chỗ nào. Nhưng mà Gióp vẫn ngợi khen Chúa. Ông xem mình như là một cái cây đã bị chặt tận gốc rồi, nhưng mà cái cây này vẫn có niềm hy vọng sẽ mọc lên, không thôi nứt chồi. Và đến khi Gióp đã chịu thử thách xong rồi, Satan đã thất bại rồi, Chúa ban phước lại cho Gióp gấp 2 lần tất cả những sản vật gia đình mà ông có trước đây, Chúa ban phước gấp đôi. Đấy là như thế. Dân Giu-đa đương bị bao vây bởi quân Assyri. Chúa có phó một phần dân sự của Ngài vào tay người Assyri, nhất là nước Israel phía Bắc phải bị lưu đày tại Assyri vì cớ tội lỗi của họ. Họ không thờ phượng Đức Chúa Trời mà thờ hình tượng chống nghịch Chúa, cho nên Chúa cho phép Assyri nó tấn công nước Israel phía Bắc 10 chi phái và đưa đi lưu đày ở tại Assyri. Bây giờ số còn lại ở tại Giu-đa thì một phần dân Giu-đa cũng bị bắt và lưu đày. Nhưng mà Chúa vẫn giữ lại một số người cho Ngài, và đó là những người tin cậy Chúa, cho nên Chúa ban cho họ tránh khỏi gươm đao, không bị tiêu diệt hoàn toàn. Và những người Giu-đa còn sống sót lại ở tại Jerusalem đó thì dòng dõi của họ, hậu tự của họ tiếp tục được nảy sinh giống như cây chăm rễ mới dưới đất và có trái ở trên. Như một nhánh cây sồi bị đốn nhưng còn gốc sẽ mọc lên và trở nên một cây sồi lớn, thì những người Giu-đa còn sót lại sẽ hồi sinh và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng Đức Giê-hô-va là đấng công bình và yêu thương. Ngài có thể sửa dạy chúng ta một cách có chừng mực, rồi ân điển của Ngài sẽ giải cứu và phục hồi cho chúng ta. Như một cái cây có vẻ ngoài rất là khô cằn, rụng lá trong mùa đông, thì đến mùa xuân nó sẽ được phục hồi tươi xanh trở lại và sinh hoa kết quả một cách kỳ diệu. Nếu chúng ta đứng ở trong sự sửa dạy của Chúa, xin đừng ngã lòng hay thối chí mà ăn năn trở lại và tin cậy nơi Ngài. Đi đằng sau sự sửa dạy của Chúa chính là sự chữa lành của Ngài, chữa lành tâm linh của chúng ta và chữa lành cả thể xác của chúng ta. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài luôn yêu thương nhân từ và giữ lời hứa của Ngài. Điều thứ ba chúng ta học ở đây là Chúa hứa sẽ làm những điều mới mẻ vì lòng sốt sắng của Ngài. Câu 32 phần B: lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm điều đó. Dù dân sự Ngài chống nghịch không thờ phượng Ngài mà thờ lại thần tượng, và dù Chúa có sửa phạt họ một cách có chừng mực vì Ngài yêu dân sự của Ngài, với lòng sốt sắng Ngài sẽ giải cứu cho họ. Với lòng sốt sắng của Chúa, Ngài đã chuẩn bị Môi-se để dẫn dân sự của Chúa ra khỏi nhà nô lệ là Ê-díp-tô. Bởi lòng sốt sắng của Ngài, sau 70 năm lưu đày tại Ba-bi-lôn, Chúa cảm động Si-ri ra chiếu chỉ để đưa dân sự của Chúa trở về quê hương. Bởi lòng sốt sắng của Ngài, sau gần 2.000 năm mất nước, Chúa đã đưa dân sự của Chúa trở về lập quốc năm 1948 và họ được hồi sinh.
họ được chăm rễ mới ở dưới, họ được cái quả ở trên. Với lòng sốt sắng của Ngài, Ngài sẽ làm những điều mới mẻ trên đời sống của chúng ta, để chúng ta kinh nghiệm tình yêu cùng sự thương xót của Chúa, mà cảm tạ biết ơn và tin cậy nơi Ngài. Ngày hôm qua chúng tôi đi thăm quý con cái của Chúa trong 5 xã, phường của thành phố Phan Thiết. Và chúng tôi đến nhà một gia đình tín hữu rất là ít đi nhóm thờ phượng Chúa. Và tôi đưa ông chọn một câu kinh thánh, một cái phong bì, và đọc lên câu kinh thánh mình nhận được trong năm nay. Ông đọc lớn tiếng, và ông đọc xong ông xúc động. Ông nói cái câu này Chúa mới nhắc tôi khi hôm. Mới khi hôm đây tôi đọc kinh thánh, tôi đọc cái câu đó. Và bây giờ tự nhiên Chúa cho tôi một lần nữa câu này. Là câu gì quý vị biết không? Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Tôi nói với ông, Chúa nhắc nhở ông 2 lần. Khi hôm 1 lần và bây giờ 1 lần nữa rằng Chúa sắp trở lại, đêm đã khuya và ngày bình minh sắp sửa ló dạng. Và bây giờ đời sống chúng ta phải lột bỏ những điều tối tăm để mặc lấy áo giáp sáng láng, chuẩn bị mà gặp Chúa đấy. Và tôi cầu nguyện, tôi hỏi chị đâu? Anh nói chị ở dưới. Chưa bao giờ tôi gặp chị cả. Tôi đến tôi thăm nhiều lần, chưa bao giờ tôi gặp chị cả. Chị cũng không có muốn lên để tiếp. Nhưng mà khi tôi cầu nguyện, nhắm mắt cầu nguyện, mở mắt ra, chị đứng một bên. Chị đứng một bên cùng với anh để cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa làm cho gia đình này sẽ chăm rễ ở dưới, sẽ ra trái ở trên, và đời sống của họ sẽ được hồi sinh mạnh mẽ và làm một con cái của Chúa, yêu mến Chúa, thờ phượng Ngài. Có những điều mới mẻ nào Chúa làm cho đời sống chúng ta trong năm 2023 không? Và chúng ta tin rằng trong năm 2024, với lòng sốt sắng của Ngài, Ngài tiếp tục làm những điều mới mẻ trên đời sống của chúng ta nữa. Bây giờ lời cầu nguyện của chúng ta trong năm mới này: Lạy Chúa, xin ban cho con sự yên ủi và sức mạnh khi con phải đối mặt với khó khăn và thử thách. Xin tiếp trợ cho con những điều cần dùng. Xin giúp con không còn lo lắng hoặc sợ hãi. Xin giúp con tìm thấy hy vọng và mục đích ở trong Ngài. Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy và vâng theo lời của Ngài. Dù hoàn cảnh đang có vẻ không thuận lợi chút nào, xin phục hồi con để con trở nên mạnh mẽ trong Chúa hơn bao giờ hết. Lạy Chúa, vì lòng sốt sắng của Ngài, xin giúp đỡ con được đắc thắng ở trong Ngài. Hãy cầu nguyện với Chúa và tin cậy rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần để vượt qua những hoạn nạn và thử thách ở trong đời sống của mình. Ê-sai 37 câu 30 đến câu 32, chúng ta về nhà đọc lại vài lần những câu kinh thánh này. Đây là lời hứa của Chúa cho dân sự của Ngài trong thời kỳ họ bị quân Assyri xâm lược và đe dọa. Và sau đó Chúa đã sai một thiên sứ đến ở trong đạo binh Assyri, giết 185.000 quân Assyri. Chỉ một thiên sứ cầm gươm đi vào giữa, làm cho dân, tức là quân Assyri ngủ mê hết. Và thiên sứ giết 185.000. Sáng ra thấy toàn là những xây chết. Và vua Sancherib bỏ chạy về xứ Syri. Và sau đó cũng bị tôi tớ của mình phản thần giết chết. Đó là cách của Đức Chúa Trời trả lời cho dân sự của Ngài đương sợ hãi, đương run rẩy trước sự hãm ép của quân thù. Ngài có thể cứu chúng ta khỏi bất kỳ những mối đe dọa nào. Ngài tiếp trợ cho chúng ta đủ sự cần dùng. Ngài là đấng nhân từ thương xót. Sau khi sửa dạy chúng ta, Ngài chữa lành cho chúng ta. Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ giải cứu những người đặt lòng tin mình nơi Chúa, vì Ngài là đấng thành tín. Điều mới Chúa làm trên dân Israel cũng là điều mới Chúa làm trên mỗi đời sống của chúng ta và gia đình của chúng ta. Vậy nên
phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ấy là Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ điều răn Ngài. Phục truyền đoạn 7 câu thứ 9. Năm mới này chúng ta được khích lệ nhau. Những điều mới Chúa sẽ làm trên gia đình của chúng ta nếu chúng ta tiếp tục yêu mến Chúa, vâng giữ điều răn của Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều mới Chúa sẽ làm trên đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ dư dật lời cảm tạ Chúa. Amen.